Nhà cung cấp dữ liệu về ngôn ngữ trong hơn 15 năm qua là InsiderMonkey vừa công bố bảng xếp hạng 25 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới. Hơn 88% dân số trên thế giới được tổ chức này đề cập trong danh sách Ethnologue 200 dựa trên ngôn ngữ đầu tiên hoặc ngôn ngữ thứ hai. Trong đó, tiếng Việt xếp thứ 21 với hơn 77 triệu người trên toàn thế giới sử dụng. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất với khoảng 1,3 tỷ người. Tiếng Hán phổ thông xếp thứ 2 với 1,12 tỷ người. Biết nhiều thứ tiếng mang lại cho con người nhiều cơ hội học tập và làm việc, đồng thời phát triển các kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và nền văn hóa.